Ngày 18 tháng 5 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội năm 2023. Tới dự có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng các tổng cục, lãnh đạo Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các ban bộ ngành có liên quan và các tác giả, đại diện tập thể lãnh đạo của 321 công trình được trao thưởng. Năm 2023 với chủ đề Năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn là năm bản lề triển khai thực hiện chương trình hành động Đại đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quân đội lần thứ 10, nghị quyết Đại đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Thanh niên quân đội xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn để tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo nhiều công trình, sáng kiến xuất sắc, tham gia giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo lần thứ 23 với những con số biết nói, hết sức ấn tượng với 616 công trình của 43 cơ quan đơn vị, tăng 4 cơ quan đơn vị. Lĩnh vực nghiên cứu cơ bản tăng 65 công trình so với năm trước. Hội đồng giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định tặng bằng khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức tham gia giải thưởng. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chứng nhận cho 321 công trình xuất sắc với 10 giải nhất, 53 giải nhì, 121 giải ba, 137 giải khuyến khích. Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho tác giả, nhóm tác giả có công trình đạt giải nhất. Chủ nhiệm các công trình đạt giải ba trở lên được xem xét đề nghị thăng quân hàm, nâng lương, bảo lưu thành tích trước thời hạn, xét nguyện vọng khi tốt nghiệp. Đây chính là động lực to lớn, động viên, khích lệ thế hệ trẻ quân đội tiếp tục thực hiện tinh thần, ước mơ, nhiệt huyết, khát vọng nghiên cứu, chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học.